Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chiếc xe Hyundai Grand i10 Sedan phiên bản 2020. Thì như mọi người thấy thì chiếc xe này so với phiên bản 2019 thì nó không thay đổi nhiều. Vẫn là vành na răng đúc, đấy. Dải đèn pha này, gương chiếu hậu, chỉnh gập điện từ xa đây. Đây. Đèn pha vẫn là đèn halogen, bóng halogen, tích hợp pha post xi nhan. Đèn gió là giải đèn gầm đấy. Khe tản nhiệt nhựa rất thoáng, có tác dụng làm mát nhanh. Về phần thân xe thì chiếc xe vẫn sở hữu chiều dài là 3m995. Chiều rộng của xe thì là 1m660 và chiều cao của xe khi chiếc nắp anten nó là 1m502. Tay nắm cửa mạ chrome, nút ấn khi các bạn không cần dùng chìa khóa đây thì các bạn có thể ấn nút này đóng mở cửa rất là thuận tiện. Với phiên bản sedan này thì được trang bị 4 cảm biến sau. 4 cảm biến sau của người đó là camera lùi. Cốp của xe thì rất là rộng rãi. Đối với những dòng sedan là rất thích hợp để chở đồ đi xa đi về quê. Đây. Các bạn sử dụng nút ấn này. Mở cửa xe. Rất tiện lợi. Đối với phiên bản số sàn này thì được trang bị ghế da, viền ngoài là viền nỉ. Và ghế nái chỉnh cơ các bạn nhé. Khi chúng ta chưa đạp côn ấy, thì ấn một lần sẽ lên màn hình giải trí và ấn lần thứ hai về cái nút ấn khởi động này. Đấy. Thì nó sẽ lên màn hình tablo. Khi mình đạp côn thì chỉ cần ấn một lần sẽ là nổ máy xe. Các bạn ấn đồng ý nhé. Đây màn hình giải trí AVN đã tích hợp với radio này, hệ thống dẫn đường của Hyundai thành công. Cùng với đó là các bạn có thể kết nối điện thoại qua Bluetooth với cái đầu AVN này để các bạn nghe nhạc này, nghe điện thoại thì nó rất là tiện lợi. Phiên bản số sàn này thì là máy là 1.2 và được trang bị động cơ 1.2 bốn máy với hộp số sàn 5 cấp. Đấy. Ok. Đây được trang bị camera lùi. Hiển thị trên gương chiếu hậu. Hỗ trợ cho các bạn trong quá trình lùi chuồng hay là quan sát về phía sau tốt hơn. Với dòng này thì kính bên phụ sẽ là auto một chạm các bạn nhé. Nó thuận lợi hơn cho người lái. Không gian trong xe rất là rộng rãi. Các bạn có thể trực tiếp sử dụng chìa khóa này để mở khóa xe từ xa này. Các bạn có thể mở cốp bằng cách ấn liền nút mở cốp này. Rất là thuận lợi. Với cái khoảng cách chiều dài cơ sở trên xe là 2m425. Thì là chiếc xe Hyundai Grand i10 này đang rộng rãi nhất trong phân khúc A so với Kia Morning hay là VinFast Fadin. Thì rất thuận lợi cho cả về nhu cầu đi lại gia đình hay là nhu cầu chạy kinh doanh dịch vụ cảm thấy thoải mái hơn. Đấy, hy vọng là với cái video tôi chia sẻ qua về chiếc xe này thì các bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về chiếc xe. Thì sẽ tăng thêm cái phần quan trọng cho các bạn có thể quyết định là có nên sở hữu một chiếc xe Hyundai Grand i10 để chạy hay không. Xin cảm ơn các bạn.